Tâm thân thức thọ khổ quả bất thiện vô nhân, tâm tiếp thâu thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Dạ. Con xin mic ạ. Nam mô Buddhaya. Dạ con Nguyên Trang, một lần nữa dạ con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh vừa đến với đạo tràng ạ. À, kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào toàn thể đạo tràng và sa thú chị Hồng Nhung. Dạ em thấy bây giờ mình đến giờ rồi nha chị, tại vì sư Pháp Thanh đã vào room rồi, nên sau đây con kính mời đạo tràng cùng con thỉnh pháp sư ạ. À, dạ cảm ơn chị Hồng Nhung đã post bài ạ. À, dạ sau đây bây giờ mình tạm ngưng hết chị ha. Dạ sau đây một lần nữa con kính mời đạo tràng cùng con thỉnh pháp sư. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dhammadesanayacchatha Brahmajalokadhipati sahambati katanjali antivarang aya chatha santi tasaktaparajakkacatika deise tu thammang anukambimang bacang sattham aferin vinayan chakayan suttan japantham apitham machamang agotayan todang bapotthane yamatche. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc dạ ngày dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thịnh dự pháp từ, đó là nhóm kiều Trần Như, được hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giác vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều có. Còn lâu rạng nôi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Và sau con xin thay mặt đạo tràng kính cung thỉnh sư Pháp Thanh cầm mic, sư cầm mic để thử âm thanh nha sư, khi mà chúng con đọc cái phần chánh kinh Ngạ Quỷ Sự bài thứ 34 ạ. Dạ con kính cung thỉnh bàn tay của sư. Dạ dạ con kính mời sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Thật kính đảnh lễ chư tôn đức, nhà kính chào tất cả quý Phật tử. Và hôm nay thì đường truyền thì nó không biết là nó có lúc nào nó ổn thì mình nghe rõ. Xin chư vị quan hệ. Bây giờ cô Nguyên Trang Quang Hỷ đọc phần chánh kinh bài Ngạ Quỷ Sự thứ 34, sau đó giải thích những cái phần chi tiết của Bụt Tha Giá. Và bây giờ mời cô Nguyên Trang ạ. Dạ sa thú âm thanh của sư hôm nay nghe rất là rõ ạ. Dạ con Nguyên Trang, một lần nữa con kính đảnh lễ quý sư và dạ, con kính chào đạo tràng. Dạ, sau đây con phần bài Ngạ Quỷ 34, chuyện những phán quyết gian dối. Bậc đạo sư đang trú tại quê Lú Quá Ná, Trúc Lâm. Ngài kể chuyện này liên quan đến những phán quyết gian dối. Thời ấy, vua Bimbisara Tần Bà Sa hành trì trai giới, Bồ Tát giới, 6 ngày mỗi tháng. Nhiều người theo gương vua giữ giới. Nhà vua thường hỏi những người thỉnh thoảng vào
triều kiến này, Thanh có hành trì ngày trai giới, thế rồi kia đã được bổ nhiệm làm phán quan. Một kẻ lừa dối bất lương, thường nhận bạo nhưng lại sợ nói ra. Tôi không phải là người giữ giới, vì vậy y nói: Tâu đại vương, hạ thần có giữ giống trời rực ánh quang, nữ này hộ tống ngươi, 10.000 tiên nữ rất xinh tươi, đeo vòng vỏ ốc và trang điểm, tấm lưới lấp lánh hoài, hình dáng ngươi gây nhiều cảm phục, ngươi đầy quyền lực thật ung. Thật tay ngươi bốc thịt ở lưng ăn, nghiệp nào do khẩu ý thân đã tạo, giờ đây ngươi cấu xé thịt lưng mình bởi nghiệp nào chăng? Quỷ này kể chuyện mình qua 4 phần kệ. Tôi hành động giữa cõi phàm trần, đem tổn hại cho chính bản thân, bằng cách vu oan và vọng ngữ, dối lừa và phỉ báng tha nhân. Tại đó xưa tôi hợp việc chung, đến khi tôi phải nói chân ngôn, thì tôi bài bác điều công chánh, và lại quay về việc dối gian. Vậy người nào phỉ báng thanh sẽ phải tự mình xé nát thân, như chính hôm nay tôi phải chịu, tự mình lấy thịt ở lưng ăn. Nà Rá Giá đã thấy điều này, Bi Mẫn là người nói thẳng ngay, đừng phỉ báng buông lời dối trá, e ngài sẽ thịt lưng bày. Dạ kính thưa sư, dạ con đã đọc xong phần chánh kinh, dạ sau đây con kính cung thỉnh bàn tay của sư ạ. Kính thỉnh sư cho chúng con bài học ngày hôm nay. Dạ con xin xuống mít ạ. Dạ con cảm ơn đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn cô Nguyên Trang rất nhiều đã đọc cái phần chánh kinh của cái câu chuyện ngạ quỷ sự thứ 34 này. Thì ở đây về cái chúng sanh này thường hay nói dối. Khi mà được hỏi những cái điều mà đáng được trả lời thì cái chúng sanh này đó đã nói dối. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ bạch sư còn nghe giọng của âm thanh của Nguyên Như. Dạ đạo tràng còn nghe âm thanh của Nguyên Như không ạ? À? Dạ bạch sư pháp thanh, sư bị mơ rớt mic rồi sư. Sư có thể thoát ra, tụi con chờ sư quay trở lại sư. Dạ như vậy là sư bị rớt mic. Dạ để chừng nào sư quay trở lại sư có nghe âm thanh của con, sư cho con tín hiệu bạch sư. Dạ con xin kính lễ thầy kinh vừa mới vào đạo tràng. Dạ con thấy bàn tay của sư rồi, con xin dâng mic lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và cảm ơn quý vị. Thì
chúng ta thấy chúng sanh này đó phạm vào cái giới nói dối. Nhưng mà đó nhờ giữ bát quan trai giới, dù là có một buổi thôi, nhưng mà cũng được cái phước là tái sanh làm một cái vị chư thiên. Nhưng mà cái vị chư thiên này tự chịu cái hậu quả khổ đau là tự móc thịt ở trên lưng mình để ăn. Thành ra đó, vừa có tạo thiện mà vừa có bất thiện, cho nên đem đến cái hiện tại là vừa có tốt mà vừa có xấu. Đó là cái câu chuyện. Thì nhưng hôm trước có một cái vị Phật tử hỏi về cái giới, thì hôm nay sẵn tiện thì sư xin nói về cái phần giới này. Cái phần giới này nó cũng rất là quan trọng đối với người Phật tử. Đây là một cái hết sức là căn bản trong cái sự tu tập, sự học tập của mình. Thì quý vị biết rằng khi mà Đức Thế Tôn giảng dạy giáo pháp, thì cái giáo pháp của Đức Phật nó gồm có ba phần: giới học, định học và tuệ học. Thì tất cả giáo pháp á, có một cái mục đích, một cái công năng nó rất là quan trọng mà chúng ta phải hiểu, để từ đó để chúng ta gìn giữ, thực hành. Thì mục đích khi mà Đức Phật giảng dạy giáo pháp hay chế định tất cả những cái học giới, cái đem đến một cái lợi ích ngay trong đời sống hiện tại. Thì cái giới là những cái điều học mà tất cả đều phải thực hành. Thì cái giới nó chia ra làm hai phần: thường giới, tức là thường giới đây là không phải là tâm thường, mà phải hiểu rằng tất cả thường giới đây là ai thọ trì cũng được, không có kể là xuất gia hay tại gia. Cái người bình thường có thể thọ trì trong những ngày thờ bình nhật bình. Rồi cái giới cho trong những ngày bát quan, thì những cái ngày bát quan trai giới thì có thể là thọ những cái giới này, và giới của bậc xuất gia. Thành ra cái ngũ giới đó là gọi là thường giới. Thường giới đây là thọ tất cả các ngày. Còn nếu mà bát quan trai á, thì thọ vào những cái ngày trai giới. Còn bậc xuất gia thì sẽ có những cái học giới dành riêng cho bậc xuất gia. Thì mục đích của sự giữ giới là đem lại cái lợi ích trong hiện tại là như thế nào, là gì? Khi mà chúng ta giữ giới thì làm cho chúng ta có một cái sự ngăn ngừa, ngăn trừ về những cái điều bất thiện. Chính nhờ có cái sự giữ giới này đó, thì luôn luôn chúng ta tránh xa những cái thân khẩu ác. Thân ác, khẩu ác, ý ác, tức là gìn giữ cái tam nghiệp của mình cho nó được tốt đẹp. Thì như trước buổi học, quý vị thọ trì ngũ giới là để gì? Để thường xuyên nhắc nhở mình thường xuyên phải gìn giữ năm cái giới này cho nó
nó được tốt đẹp. À, chính nhờ cái sự giữ giới này đó, ngay trong đời sống hiện tại này, à, nó tránh xa những cái nghiệp ác, tránh những cái điều hoàn trái, à, những cái nhân xấu. À, rồi khi mà chúng ta nỗ lực giữ giới, à, đem đến những cái lợi ích, à, phát triển trong pháp học, pháp hành, à, đem đến những cái lợi ích trong cái đời sống tương lai, à, đi đến những cái cảnh giới được tốt đẹp, à, có những cái đời sống tương đối hanh thông, à, đầy đủ tài sản, rồi cái lợi ích tối thượng tức là chúng ta, à, đạt đến các cái tầng thánh, à, hữu học, hay là đạt đến sự giải thoát. À, cho nên á, là cái giới nó hết sức là quan trọng. Thì trong cái sự giữ giới thì tất cả những cái giới á, mặc dù là nó có nhiều chi, nhưng mà ở đây sư nhắc quý vị rằng trong tất cả các cái chi phần đó thì quý vị chỉ cần xem chúng ta có sự cố ý hay không. Khi mà khi chúng ta cố gắng nỗ lực, à, tu tập, à, nhờ có cái giới, à, làm nền tảng thì sẽ phát triển cái định. À, cho nên á, trong sự tu tập, cái giới là một cái nền tảng hết sức là quan trọng. À, ví như chúng ta muốn xây một ngôi nhà, à, nếu mà chúng ta muốn xây những cái nhà cao tầng đó thì phải làm, à, làm cái móng phải thật là vững, à, thì mới có thể, à, có thể phát triển được, à, cái chiều cao của ngôi nhà. À, còn nếu mà cái móng của mình đó mà nó không vững vàng, à, thì sẽ không thể nào mà xây cái ngôi nhà cao được. À, cho nên ấy, là cái phần mà giới học nó cũng rất là quan trọng. À, trong đó đó, cái người giữ giới thì phải hiểu và các cái chi, ví dụ như cái chi sát sanh thì nó gồm có năm, là chúng sanh có thức tánh, biết chúng sanh có thức tánh, à, cố ý giết, đã giết và chúng sanh đã chết vì sự cái sự cố ý đó. À, thì khi mà tròn đủ năm chi đó thì sẽ đứt cái giới sát sanh. À, nhưng mà quý vị á, trong đời sống có đôi lúc, à, mình vô tình, à, rồi vô tình mình dẫm đạp những cái con côn trùng, à, rồi nhiều khi mình hoài nghi không biết, à, là như vậy mình có bị đứt giới không. À, cho nên đó, là Đức Phật đã dạy, à, khi nào mà chúng ta có sự cố ý, à, đó là chúng ta đã tạo nghiệp, đã phạm giới. À, cho nên là trong đời sống chúng ta phải luôn luôn, à, canh phòng, à, cái tắc ý của mình. Rồi đó là cái, à, nói chung về cái giới. Nhưng mà muốn phát triển cái giới thì không phải là chỉ có giữ giới không. À, à, thí dụ như bây giờ quý vị giữ, à, tốt đẹp năm cái giới rồi, à, mà quý vị phải thực hành cái thập thiện,
là cái những cái thiền hạnh về thân, về khẩu, về ý. Ví dụ như là thân thì không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, khẩu thì không nói dối, không nói ly gián, không nói độc ác, không nói phù phiếm, rồi ý là coi như là từ bỏ những cái tác ý tham sân tà kiến. Chứ không phải là chúng ta chỉ giữ năm cái giới, mà chúng ta còn phải giữ những cái chi phần, những cái chi này đó, để nó hỗ trợ cho cái giới của chúng ta được tốt đẹp. Rồi bên đó, bên cạnh đó, chúng ta phải có cái pháp cung kính, tức là chúng ta phải tôn trọng đối với các cái học giới mà Đức Phật đã chế định, rồi cung kính đối với các cái bậc trưởng thượng, các cái bậc có giới hạnh tốt đẹp, thì chúng ta phải kính trọng những cái vị đó. Rồi chúng ta thường xuyên, như trong nhiều bài kinh, luôn luôn Đức Phật hay nhắc nhở chư tỳ khưu là phải thu thúc trong giới bổn. Tức là những cái giới nào mà chúng ta tự nguyện để mà gìn giữ, chúng ta phải cố gắng nỗ lực gìn giữ cho nó được trọn vẹn, tốt đẹp. Đó. Giống như cái bất thiện nó giống như là than, là lửa. Nè. Thì chúng ta phải khéo tác ý, phải tránh xa nó. Nếu mà chúng ta dễ vui, sờ sẩy, thì chúng ta đụng chạm vào than, vào lửa, thì sẽ đem đến cái tai hại. Chúng ta bị phỏng, bị những cái vết thương. Cho nên là thu thúc ở đây đó là chúng ta phải khéo và có sự tác ý, khởi lên lòng tàm, lòng quý, về cái ghê sợ tội lỗi, hổ thẹn với tội lỗi đó, để chúng ta gìn giữ cái giới cho nó được tốt đẹp. Thành ra đó, trong cái phần mà giữ giới thì chúng ta phải gìn giữ tất cả những cái sự hỗ trợ trong cái phần giới, chứ không phải là chỉ riêng năm cái giới thôi. Rồi khi mà chúng ta muốn phát triển cái định cho nó được tốt đẹp, thì chúng ta đó phải nỗ lực gìn giữ cái giới của mình. Ví dụ bây giờ những cái vị mà hành giả muốn phát triển cái thiền định hay thiền tuệ của mình, vì sao? Luôn luôn là phải giữ ba cái giữ ngũ giới, hay là bát quan trai giới, cho nó được trong sạch. Thì khi mà quý vị trong lúc bình thường, khi đi, khi đứng trong sinh hoạt, mà luôn luôn quý vị có sự gìn giữ những cái tắc ý, cái giới của mình đó được tốt đẹp, không để cái tâm chạy theo những cái suy nghĩ tham sân tà kiến, hoặc là khi mà có bất cứ cái tác ý bất thiện nào sanh khởi, thì kịp thời ngăn ngừa, diệt trừ đó. Đó. Thì khi mà trong cái sinh hoạt mà quý vị mà gìn giữ cái giới của mình được tốt đẹp, thì ba cái sở hữu chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, tức là ba cái sở hữu giới phần này đó,
chúng ta phải phát triển trước khi mà mình thực hành, trước khi mình vô mình hành thiền, trong cái đời sống, trong sinh hoạt thì chúng ta phải gìn giữ trước rồi. Nếu mà chúng ta gìn giữ cái giới này nó được tốt đẹp đó, thì khi quý vị hành thiền thì cái định nó mới dễ phát triển. Cho nên là thường thường các vị thiền sư hay nhắc nhở là các thiền sinh phải phòng hộ, phải khéo gìn giữ cái nội tâm của mình, ít tiếp xúc, ít nói chuyện. Ở đây á là không phải là cấm nói, nhưng mà những điều nào khi nào mình cần nói, mình thấy cần thiết thì mình nói trong cái sự chánh niệm, nói vừa đủ, nói đúng thời đó. Thì như vậy đó là chúng ta phòng hộ. Tại vì khi mà chúng ta mà nói chuyện nhiều quá thì sao? Bắt đầu tâm dễ vui, nói nhiều, nói quyên thuyên, rồi đi đến nói phù phiếm. Cho nên á, không phải là vấn đề mà phải gọi là có những người nói là từ bỏ không nói. Chúng ta khi chúng ta cần thiết phải nói thì chúng ta nói, nhưng mà mình nói mình có sự hiểu biết, có suy tư những cái điều nào cần nói và nói vừa đủ, không nói quá nhiều, hay là nói không đúng thời, hay là nói không có đúng đối tượng, thì chúng ta tránh trường hợp đó. Chứ không phải là phải bắt buộc là các cái thiền sinh đều phải tinh khẩu hết. Thì như vậy đó, trong tất cả các cái giới của mình thì mình phải hiểu biết, rồi mình gìn giữ một cái tốt đẹp. Rồi thỉnh thoảng trong kinh quý vị cũng có nghe Đức Phật gọi là cái giới dứt. Giới dứt ở đây là cái lĩnh vực. Ví dụ như bây giờ cái người mà cư sĩ thì người ta giữ năm giới. Những ngày bát quan trai giới thì phải giữ tám giới, thêm ba cái giới nữa. Còn đối với sa di, tỳ khưu, hoặc là thời kỳ Đức Phật thì còn tỳ khưu ni, thì phải gìn giữ đầy đủ những cái học giới mà Đức Phật đã chế định. Trong cái lĩnh vực của mình, mình phải gìn giữ các cái học giới cho nó được tốt đẹp. Thí dụ như bây giờ mình, nếu mình biết, mình xét thấy là khả năng mình không đủ năm giới, ngũ giới, thì mình có thể mình có quyền mình gìn giữ là ba giới hoặc bốn giới gì đó. Nhưng mà khi nào mà mình tự nguyện mình gìn giữ năm giới, thì trong cái lĩnh vực của mình là năm giới, thì mình phải gìn giữ cho nó đầy đủ. Thành ra cái giới dứt ở đây là Đức Phật chỉ cho những cái phạm vi, những cái học giới mà mình tự nguyện mình gìn giữ. Như chư tỳ khưu, thì cái lĩnh vực của chư tỳ khưu nó là giới định tuệ. Thành ra đó, cái vị tỳ khưu thì phải ở trong cái giới dứt của mình để mà nỗ lực tu tập, không có vượt ra ngoài cái giới mà Đức Phật đã dạy. Khi mà mình ở trong cái lãnh vực của mình thì mình sẽ được an toàn. Còn nếu mà mình vượt qua cái giới dứt của mình
À, thí dụ như giờ tại sao mà Đức Phật ngăn cấm thì hưu không có làm thầy thuốc, một số các ngành nghề. Tại vì những cái ngành nghề đó không phải là dành cho bậc xuất gia. Cái chuyện mà làm thầy thuốc có ngày có giờ rồi đi đó là người cư sĩ là cũng làm được. Cho nên là Đức Phật cấm chế không có cho mấy vị thì cô làm những cái nghề nghiệp đó. Thành ra nếu mà khi mà mình vượt ra những cái giới dứt, cái lĩnh vực của mình thì dễ bị tai hại. Thì trong bài kinh Đức Phật có lấy ví dụ là những cái người mà những người đi săn thú đó, thường thường họ đặt bẫy, họ đâu có vô trong cái rừng sâu mà họ đặt ở những cái bìa rừng, họ dùng những cái thức ăn, những cái trái cây có hương thơm để thu hút những cái con khỉ. Thì con khỉ thường thường là cái chỗ trú ngụ nó là trong rừng, nhưng mà bị cám dỗ bởi những cái hương thơm, những cái mùi hương hay là những cái hình ảnh của những cái trái cây, trái chuối chín, trái ổi chín, khi đó con khỉ nó quên cái lĩnh vực, cái giới dứt của mình đi, nó ra khỏi khu rừng, ra khỏi khu rừng rồi sao, bắt đầu thấy những cái đó nó lôi cuốn, cho nên là dễ xa vào những cái bẫy của người thợ săn. Cho nên là khi mà chúng ta tự nguyện gìn giữ những cái học giới thì chúng ta phải hiểu biết trong cái lĩnh vực của mình, mình phải làm tròn những cái học giới đó. Thì khi mà chúng ta phát triển cái giới nó được tốt đẹp thì sẽ đưa đến phát triển được định. Chính nhờ có cái giới, khi chúng ta phản tỉnh xem xét, chúng ta thấy rằng cái giới của mình đã làm được một cách đầy đủ trọn vẹn, chúng ta hoan hỷ và chúng ta không có gì phải hối tiếc, thì từ đó cái định tâm nó mới phát triển. Như hồi nãy Sư nói là bây giờ mình phải làm cái móng của nhà của mình nó thật vững thì quý vị mới xây những cái nhà cao tầng được, mới xây lên cao được đó. Cho nên có một cái vị tỳ khưu, cái vị này đó chưa xuất gia thì là một cái người anh cả trong gia đình. Mà quý vị biết thường thường hồi đó thì tài sản thì cha mẹ hay để lại cho cái người con cả, con trai trưởng. Nhưng mà cái vị này đó không có muốn sống cái đời sống thế tục, cho nên cái vị này đi xuất gia và đã giao hết tài sản lại cho người em trai của mình. Rồi cái vị này đi tu tập một thời gian thì cái người em dâu á mới suy nghĩ là bây giờ ông anh mình á, ổng bây giờ ổng đi tu, bây giờ mình quản xuyến gìn giữ cái tài sản này, nhưng mà vài bữa rồi ổng trở về á, ổng lấy, ổng chiếm lại hết. Cho nên là cái người em dâu á sợ mất những cái tài sản mà mình đang thừa hưởng, cho nên là mới mướn một cái số bọn du thủ du thực, bọn trộm cướp, bây giờ đi tới tỉnh xá để giết cái ông cái vị tỳ khưu là anh dặm của mình. Thì cái vị này đó mới năn nỉ những cái tên cướp đó, là tại vì tôi đi tu cũng trễ, chưa được bao lâu, thôi bây giờ mấy ông cho tôi một đêm thôi, cho tôi một đêm, rồi sáng ngày mai giết tôi cũng được nữa, đêm nay tôi ráng tôi tu một đêm thôi, rồi sáng mai giết cũng được.
Nhưng mà mấy thằng ăn cướp đó là nó sợ, nó nói rồi như vậy thì ban đêm mà ông trốn đi mất rồi sao ngày mai tôi kiếm được ông. Thì cái vị này mới lấy một cái hòn đá khá to, mới đập nát hai cái ống chân của mình. À, thì mới nói với mấy tên cướp rằng bây giờ mấy ông còn sợ tôi đi hay không, bởi vì hai cái chân đã gãy nát hết rồi, còn đâu còn được sao mà đi được. Thì như vậy thì mấy tên cướp này nó thấy cái người này không thể đi được, cho nên nó đồng ý thôi, để cho ông tu đêm nay đi, sáng mai thì tính. Thì đêm đó cái vị này mới phản tỉnh xem xét lại cái giới của mình. À, từ lúc xuất gia tới giờ đó là không hề phạm dù là một cái giới nhỏ nhặt nhất. À, cho nên khi mà xem xét cái giới của mình nó được trong sạch, cái vị này rất là hoan hỷ. À, mặc dù là hai cái chân nó bị gãy nát hết. À, thì quý vị biết là khi mà nó gãy như vậy nó hành hạ đau đớn vô cùng. Nhưng mà khi mà phản tỉnh xem xét cái giới của mình nó được tốt đẹp, trong sạch, thì cái hỷ lạc nó phát sanh. À, nó vượt trội hơn cái sự đau khổ, cái đau đớn của thân. À, cho nên là nhờ cái hỷ lạc này nó sanh mạnh mẽ như vậy, nó làm nền tảng cho nên bắt đầu cái định sanh khởi. À, định sanh khởi và vị này đã phát triển cái tuệ quán. Và cho đến khi mà mặt trời rừng mọc là vị này đã chứng đắc quả vị A-la-hán. À, cho nên là thường thường thì chúng ta thấy rằng giới năng sanh định, định mới năng sanh tuệ. À, thành ra đó, khi mà một cái vị Phật tử sơ cơ đó, cái người mà mới vừa biết, thì chúng ta cần phải hiểu biết về cái giới. À, mình hiểu biết những cái chi phần, thế nào là phạm giới, thế nào là không phạm giới, để cái tâm của chúng ta nó vững vàng, không có sự hoài nghi. À, chứ còn nhiều khi có nhiều Phật tử có đôi lúc những cái giới mà mình không phạm mà mình sợ là mình phạm, rồi những cái mà mình phạm mà mình biết mình tưởng là mình không có phạm. À, thành ra chúng ta phải học, phải phân biệt về cái giới cho nó rồi. Và cái điều quan trọng là chúng ta phải hiểu bất cứ lúc nào sự cố ý, có cái tác ý cố ý là chúng ta phạm giới. À, cố ý giết, cố ý lấy những cái vật có chủ, cố ý nói những cái điều không thật, cố ý uống các cái chất sai, sử dụng các cái chất gây nghiện, mê mờ tâm trí là mình đã phạm giới. Đó. Còn có những lúc trong đời sống vô tình, quý vị đâu có muốn đâu, nhưng mà điều đấy là vô tình mình đi mình dẫm đạp những cái con côn trùng, hoặc là mình vô ý mà không thấy, mình không thấy nó, những cái con sâu mọt đồ nó nằm ở trong cái cây, chúng ta vô tình chúng ta chặt. Khi mà mình chặt rồi mình tác ý là mình chặt cái cây, chứ mình đâu có cố ý mình giết những cái con sâu con mối rồi nó nằm ở trong đó đâu. Thành ra chúng ta hiểu biết rằng bất cứ trong năm cái giới mà có sự cố ý thì đức giới. Còn nếu mà không có cái sự cố ý thì không có đức giới. Thì mình sám hối, và mình ráng từ nay thì sao mình sẽ cố gắng để mình mà mình gìn giữ cái giới cho nó được tốt đẹp.
À, cho nên á, cái điều quan trọng Đức Phật dạy là sao? À, chúng ta gìn giữ, đừng bao giờ để những cái tác ý bất thiện nó sanh khởi. À, giới thì nhiều, nhưng mà chúng ta chỉ quan sát cái tác ý, rồi cái tác ý muốn là muốn nói, à, ý suy nghĩ nó là thiện hay là bất thiện. À, nếu nó là bất thiện, chắc chắn là những cái tác ý, những cái là đó nó sẽ phạm giới. À, còn chúng ta phải biết, chúng ta ngăn chặn, à, diệt trừ ngay cái mầm móng. À, còn nếu mà những cái tác ý thiện lành là những cái tác ý tốt đẹp. À, thành ra đó, chúng ta quan trọng xem xét cái tác ý này, chính ngay từ trong cái tác ý này chúng ta thanh lọc, à, thì chúng ta sẽ không phạm giới. À, chúng ta thu thúc lục căn, à, ngăn ngừa cái, à, các cái căn của mình, à, nhìn những cái gì mà đáng nhìn, à, nghe những cái gì mà đáng nghe, à, nghe Phật pháp, nghe kinh, à, xem kinh, xem sách, thì đó là những cái tác ý thiện lành, những điều tốt đẹp. À, còn xem những cái phim ảnh, à, nghe những cái nhạc, à, nó lôi cuốn, nó làm cho cái tâm mình, à, cuốn theo những cái sắc thinh vị xúc ở ngoài đời, à, để làm cho chúng ta rơi vào những cái mê mờ lý trí. À, thì những cái đó là những cái không nên nghe. À, thì khi mà chúng ta có luôn luôn có sự xem xét phản tỉnh, à, một cách cẩn trọng như vậy, à, thì chúng ta sẽ gìn giữ các cái học giới của mình được tốt đẹp. Mà nếu mà cái giới, một cái vị hành giả luôn luôn, à, gìn giữ cái tác ý của mình, à, trong sinh hoạt, trong đời sống, à, mà không bao giờ có một cái tà tư duy, những cái tác ý bất thiện sanh khởi, à, thì lúc đó, đó là cái giới nó được cao quý tốt đẹp, hay là gọi là tăng thượng giới. À, chính nhờ cái giới tốt đẹp này, à, thì sẽ phát triển được cái định. À, mà định có được tốt đẹp, mạnh mẽ, vững vàng thì mới phát triển được tuệ. À, thì, à, qua đây thì sư cũng xin giải thích một phần về những cái điều mà quý vị cần hiểu biết về cái giới. À, và qua cái bài học ngày hôm nay, à, chị cũng còn mong tất cả quý vị có thêm được những cái hiểu biết, à, những cái kiến thức về Phật pháp, để chúng ta có sự nỗ lực, à, trong đời sống, à, cố gắng, à, phát triển cái gìn giữ cái giới được tốt đẹp, rồi học rõ ràng những cái điều, những cái lời dạy của Đức Phật, để chúng ta, à, không có cái sự hoài nghi. À, chúng ta phải sống có trí tuệ, à, luôn luôn xem xét, à, cái tác ý của mình, à, phải, à, luôn luôn phản tỉnh xem xét trước khi làm, trước khi nói. À, thì như vậy, à, quý vị sẽ gìn giữ cái giới của mình, à, được tốt đẹp. Và với phước báo này, kính cầu mong, à, chư Tôn Đức Pháp Thể Khai Ngang, và kính chúc, à, tất cả quý Phật tử có nhiều sức khỏe, an vui. Và ngày mai đó thì, à, ngày mai thì sư cũng phải, à, có công việc về với chùa Pháp Bảo. Và tuần sau thì, à, là ngày, à, giỗ của Hòa Thượng, cho nên là, à, xin, à, chư Tôn Đức và tất cả quý vị quan hỷ, à, ngày mai xin phép, à, được vắng mặt. Và tuần sau thì, à, tuần sau thì cũng, à, xin phép, à,
tạm vắng mặt để lo công việc, tại vì ngày giỗ của Hòa Thượng Pháp Lạc, sư về để phụ sự công việc ở chùa. Và với phước báo này còn mong tất cả quý vị nhiều sức khỏe, an vui. Và bây giờ thì xin cung thỉnh chư Trung Đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận thêm về cái buổi học hôm nay. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bổn Thầy giá. Dạ, bây giờ thì xin mời đạo tràng. Nam mô Bổn Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng dạy cho chúng con bài học buổi tối hôm nay. Dạ, con đã thấy chị Hà coi giơ tay có câu hỏi. Nguyên như xin mời chị Hà. Nam mô Bổn Thầy giá. Dạ chị Hà ơi, chị chưa có cầm mic, chỉ thấy bàn tay giơ thôi, không ai nghe được giọng của chị hết. Chị cầm mic lại nha. Hello chị Hà, đạo tràng có nghe được âm thanh của Nguyên Như không ạ? À? Hay là cái mic nó bị hư hết rồi? Dạ dạ, ai cũng nghe Nguyên Như hết. Chị Hà vẫn không vô được. Hà có thể thoát ra, chị Hà có thể thoát ra rồi vô lại được không? Hay là cái bàn tay nó bị kẹt ở trên vậy ta? Dạ dạ, anh Bài xin mời anh nha. Dạ, con xin đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính chào sư và chào thầy, thầy kinh thầy mới vào. Con có câu hỏi là cái việc mà khi mà mình muốn hồi nãy sư có nói là khi mình xem phim hay là mình xem hát hay là mình ca hát như vậy thì cái tâm của mình nó bị nó đi ra ngoài, nó không có định. Nhưng mà trong thực tế, theo con nghĩ, ý của con nghĩ là nhiều lúc mình làm những cái việc như vậy mà để cho mình giải trí, nhưng mà cái tâm của mình nó đừng có đi quá, đừng có theo, đừng có bị xúc động bởi cái phim hay là cái phóng vật hay phóng vật theo cái concert, cái buổi văn nghệ đó, thì cái đó vẫn có được không sư? Con xin cảm ơn sư. Nam mô Bổn Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sằng Khai giá. Thì tức là ví dụ như khi mà mình trồng một cái cây nào đó, mình mới trồng, thì cái sức bám của cái rễ nó chưa có ăn sâu được ở dưới đất, cho nên là mình phải dùng những cái cây để mình chống chọi nó, tránh gió rồi này kia nọ làm nó lay động. Thì ở đây đó, đối với những cái người mà sơ cơ, những người mới bắt đầu tu tập, thì cần phải phòng hộ, phải như Đức Phật dạy các tỳ khưu là phải thu thúc lục căn, tức là mình hạn chế nhìn ra bên ngoài. Còn đối với những cái bậc thánh
À, đối với những bậc thánh hữu học thì các cái tâm của các ngài nó đã có một cái hàng rào vững chắc rồi. À, thì lúc đó là mình không cần phải phải cố gắng nhiều nữa, mà cái tâm nó sẽ tự động nó ngăn che. À, cho nên á là với những người mới tu tập thì cần phải né tránh. À, ví dụ như bây giờ cái sức khỏe mình yếu thì mình đừng có dầm mưa. À, hoặc là sức khỏe mình không tốt thì mình đừng có gian nắng nhiều quá. À, nó sẽ bị bệnh. Còn thí dụ như người ta khỏe, cái sức khỏe người ta tốt thì người ta đi mưa, người ta đi nắng mà, bình thường, đâu có sao. Đó, thành ra mình phải tự biết mình ở cái giai đoạn nào. Và cái trường hợp ở đây như hồi nãy là cái sự cố ý. À, thí dụ như bây giờ á, mình cố ý mình mở nhạc lên mình nghe, mình cố ý mình mở phim lên mình xem, thì chắc chắn cái đó là phạm giới rồi, phải không? Còn trong trường hợp thí dụ như mình coi thời sự, coi tin tức gì đó rồi nó có quảng cáo, thì cái đó là mình đâu cố ý, mình đâu tắt ý, mình nghe ba cái lời quảng cáo không vậy hả? Đó, hoặc là khi mình đi trên xe, à, mình đi vào một chỗ nào đó, người ta mở, bây giờ không lẽ là bỏ mình chạy ra, thành ra mình nghe nhưng mà mình tắt ý, nghe chỉ là nghe, à, thấy chỉ là thấy. À, nhưng mà đối với những cái vị mà cái sự tu tập nó cũng khá vững vàng rồi, à, thì chúng ta có sự phòng hộ ở cái thấy và cái nghe rồi. À, còn đối với những cái người mà sơ cơ thì chúng ta nên tránh. À, ví dụ như ở Miến Điện cũng có những cái lúc, những cái khi mà các cái chánh điện hay là các cái bảo tháp xây dựng xong đó, thì người ta cũng tổ chức hát, nhưng mà ở đây hát những cái tuồng tích chuyện tiền thân Đức Phật rồi chẳng hạn. À, thì những cái hát này đó là gì? Để làm cho người khác, người ta hiểu biết về cái lời dạ của Đức Phật. À, thành ra đó chúng ta phải phân biệt. Ví dụ như có những người giữ giới một cách cứng nhắc. À, ví dụ như bây giờ Pháp Cú Kinh mình đọc, nhưng mà bây giờ đọc nghe nó khô khan quá, mình có thể kệ. À, nhưng mà cái tâm của mình nó không có bị mất chánh niệm, thì cái đó là cũng được, cũng tốt chứ có sao. À, khi nào mà chúng ta đọc rồi hay là xem những cái gì đó, nghe những cái gì đó mà nó cuốn hút chúng ta đắm nhiễm trong đó, thì chúng ta sai, chúng ta phạm giới. À, giới nó có nhiệm vụ là ngăn trừ, thanh lọc những cái ô nhiễm. À, đó, thành ra đó mình gìn giữ ở đây để ngăn ngừa những cái lôi cuốn của thế gian. À, mà sở dĩ chúng ta khổ đau, chúng ta còn trôi lăn trong dòng sanh tử luân hồi, ngày nay mà mình còn ở trong thế gian này là do những cái ô nhiễm này nó trói buộc mình trong cái tam giới này. À, cho nên á, mình giữ giới là để từ từ mình thanh lọc, giảm thiểu những cái ô nhiễm trong nội tâm. À, thành ra giữ giới của phạm nhân là sao? Mình phòng hộ, ngăn ngừa. À, còn đối với các bậc thánh nhân hữu học, các cái giới của các ngài nó đã có cái sự phòng hộ tự động rồi. Lúc đó các ngài không cần cố ý gì hết. À, giống như cái người mà bây giờ mình
chưa có sắm được cái áo giáp thì mình cần phải phải phòng hộ, mình né tránh làng tên mũi đạn. Còn đối với những người mà người ta có bệnh áo giáp, người ta luyện cái pháp gọi là kim cương bất hoại ha, mình đồng da sắt thì lúc đó người ta đi đi vô sông, vô trong trận, đi vô mấy thì ta đâu có sợ nữa. Thành ra đó mình phải hiểu, mình bây giờ còn non yếu thì mình phải ngăn ngừa, phòng hộ và có sự thu thúc trong cái các thế giới và gìn giữ cái tắc ý, cái nội tâm của mình cho nó được trong sáng, tốt đẹp. Còn nếu mà những cái vị mà tu đã có những nội lực, cái kinh nghiệm mà tốt đẹp thì người ta sẽ không có giữ giới nhiều, hoặc là những cái vị thánh nhân hữu học, các bậc thánh lậu tận thì người ta đâu cần phải phải giữ giới nữa. Thành ra đó chúng ta phải hiểu là tùy theo mức độ, mình phải hiểu mình ở cái mức độ nào để mình thành đem đến cái lợi ích. Và xin giải đáp cái thắc mắc của và chúc quý vị nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Khai Giá. Và con xin kính tri ân lời dạy của ngài. Dạ bây giờ con đã thấy chị Hồng Dung có thể đưa bàn tay xinh đẹp của chị. Dạ em mời chị Nhung ạ. Dạ con là Kim Nhung ạ. Con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lễ ân Đức Phật, con kính lễ ân Đức Pháp, con kính lễ ân Đức Tăng, kính lễ Sư Pháp Thanh, con kính chào Thầy Kinh, con kính chào các anh chị ở trong đạo tràng. Dạ con xin có một câu hỏi nhờ Sư Pháp Thanh giảng giải giúp. Cái câu hỏi này là bữa trước con cũng đã đặt ra nhưng mà về cận giờ nên là trả lời được. Hôm nay con lại tiếp tục. Dạ khi mà mình phạm một giới nào đó, ví dụ như mình nói một cái điều gì để cho người khác người ta buồn lòng, thì khi mình ngồi thiền á, thì những cái điều phiền lòng đó nó trạo lại, nó làm cho mình cũng bị phân tâm. Thì lúc đó mình có nên là mình ghi nhận cái phiền não đó rồi mình cho qua, hay là mình theo cái luồng suy nghĩ là mình sẽ phải sám hối, hay là mình sẽ làm cái gì để cho cái tâm mình nó bớt trạo cử. Dạ con xin Sư Pháp Thanh hoan hỷ chỉ dẫn giúp ạ. Con xin xuống mic. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Và đôi lúc trong khi mà quý vị tu tập hành thiền thì những cái trạo hối này nó sanh khởi lên, chính nó là những cái triền cái để cản cái sự tu tập của mình. Cho nên là chúng ta phải biết nhìn vào nó. Tại vì sao? Tại vì khi mà chúng ta vô tình chúng ta làm những cái điều gì đó lỡ phạm, hoặc là những cái điều thiện mà chúng ta bỏ qua, chúng ta không có làm, cho nên khi mà bắt đầu chúng ta ngồi thiền, cái tâm chúng ta an tịnh rồi đó, thì những cái trạo hối này nó sanh lên. Thì quý vị phải nhìn nó, biết nó vậy rồi bỏ qua, đừng có ăn năn hối tiếc vậy, tại vì nó không có lợi ích gì hết á. Cái điều thiện mình bỏ qua, mình không làm, bây giờ mình hối tiếc thì cũng đâu có được gì, không? Còn cái điều bất thiện mình lỡ phạm, bây giờ mình ngồi mình buồn rầu, mình ăn năn cũng không có được lợi ích gì hết. Thành ra đó Đức Phật dạy sao?
quá khứ không tri tâm. Khi mà mình hành thiền rồi đó, tất cả những cái trạo hối này nè, à, nó sanh lên đó, nó là cái truyền cái để nó ngăn cản cái sự tu tập của mình, à, nó là ma dương đó, thấy không? Thành ra mình phải biết vậy, mình nhìn nó và vượt qua nó, à, mình biết nó như vậy thôi, à, nó có lâu cuốn mình đừng có theo, à, mà mình cũng đừng có hối tiếc ăn năn gì khác hết, mà mình chỉ dùng trí tuệ giới niệm mình nhìn biết là cái trào hối ra sanh khởi, mình nhìn nó một hồi thì cho khi nào nó mất thì thôi, mình trở lại cái đề mục của mình, à, chứ lúc đó mình có buồn rầu, mình ăn năn, mình hối tiếc cũng không có lợi ích gì hết, à, cho nên trong khi mà mình thiền, mình biết cái đối tượng trong hiện tại, à, tất cả quá khứ đã qua, không cần nhớ, có trạo hối cái gì cũng bỏ hết, mà những cái tính cho tương lai gì đó, tương lai gì chưa đến cũng bỏ luôn. Thành ra mình biết những gì, những đối tượng nào trong hiện tại, à, những cảm thọ, những suy nghĩ, những cái gì đó nó đang sanh khởi như thế nào, biết như thế đó, biết ngay trong hiện tại đối tượng nó như thế nào, biết như thế đó. Còn những trạo hối, những phóng dật, à, những toan tính, à, gì đó là chuyện của nó, à, cái sinh hoạt của tâm nó là vậy á, nó chạy về tương lai rồi nó chạy về quá khứ, phải không? Chạy nó, chuyện của nó, mình cứ gia ráng giữ niệm và tuệ ngay trong giây phút hiện tại là đúng. À, dạ. Chúc cô Kim Nhung nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Dạ con xin thành kính tri ân sư Pháp Thanh đã cho chúng con thời pháp và giải thích từng tầng những câu hỏi của chư vị Phật tử ngày hôm nay. Hà ơi, Hà còn có muốn câu hỏi nữa hay không? Hay là mình nếu mà Hà cần câu hỏi, dạ xin mời chị nha. Ông Tâm đúng không ạ? Dạ, cảm ơn. Như Trang, ta ngôi tam bảo, dạ con lãnh đại thầy kinh. Thưa ngài, con hỏi ngài, mắt là cho con thì có cái một cái giới là không cho thì khu đốn cây, bất nghĩ cái là cái vật vô tri, thì con không biết tại sao nguyên do lý do nào mà Đức Phật lại cho cái điều lệnh đó cho, thì ngài có cái rất là cái trí tuệ, nhưng mà con vẫn chưa hiểu là tại sao vậy, thì xin ngài giải thích cho thầy con hiểu. Con xin giao mic lại. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. À, quý vị biết rằng mặc dù cái cây á nó là vô tri, nhưng mà chúng ta nên biết rằng ở cái cõi nhân loại của chúng ta đó, xung quanh chúng ta còn có vô số chúng sanh, à, những chúng sanh là phi nhân, à, có cả những chư thiên địa cầu, à, chư thiên dục giới, à, rồi những cái chúng sanh là Atula rồi chẳng hạn, à, thì nếu mà chúng ta chưa có cái thiên nhãn thì chúng ta không thấy, tại vì những chúng sanh này cái sắc họ của họ vi tế, nhưng mà cái cây á là cái nơi nương trú của những cái chúng sanh này, à, thành ra ở trong kinh nói là những cái vị thọ thần á, à, ta nói chà cái cây da này nó lớn quá, chắc nó linh lắm, à,
À, nó linh nó làm gì? Tại vì cái cây da nó lớn thì nó có nhiều chúng sanh nó trú ngụ đó. Thì trong có một cái câu chuyện là cái vị tỳ khưu này á, đốn cây đem về để xây làm cái cốc, cái chỗ trú ngụ của mình. Nhưng mà đó, cái có một cái vị thiên nữ đang trú ngụ ở ngay cái cây này mà có một đứa con. Cho nên là khi mà cái vị này mà đốn cái cây rồi mất cái chỗ trú ngụ của người ta. À, cho nên là khi mà cái vị này dùng cái búa, cái rựa chặt cái cây thì cái vị thiên nữ này mới định là đưa đứa con nhỏ của mình á. Vị này thấy đứa nhỏ thì sẽ không có chặt. Nhưng mà cái vị này đâu có thiên nhãn đâu. Cho nên cái vị này đưa cái dao chặt đứt cái cánh tay của cái đứa bé con của vị thiên nữ. Cho nên cái cô thiên nữ này cổ tức như lắm. Cổ muốn hại cái vị tỳ khưu. Nhưng mà cổ biết, cổ kịp thời cổ ngăn chặn liền. Rồi cổ đi đến, cổ nói với Đức Phật. Cổ bạch với Đức Phật là cái vị tỳ khưu này đã đốn cái chỗ trú ngụ của con. Đó, cho nên là từ đó mà Đức Phật ra lệnh là không có cho tỳ khưu đốn cây, đốn cối. Tại vì nếu mà mình đốn cây, đốn cối thì mình làm mất cái chỗ trú ngụ của những cái vị chư thiên. Mà mấy vị mà người ta thí dụ như cái phước người ta nhỏ hơn mình á thì không sao. Nhưng mà nếu mà đụng những cái vị chư thiên mà người ta có cái phước lớn hơn thì sẽ sanh quan trái, rồi làm những cái điều không hay đối với mình. Cho nên á là Đức Phật mới ra cái điều luật là cấm chế không cho tỳ khưu đốn cây. Hoặc là ở trong luật còn có những cái luật như là không cho chư tỳ khưu đốt lửa. Tại vì hồi xưa đó, khi mà đốt lửa là đốt bằng củi hoặc là bằng rơm rạ rồi cái nọ. Mà trong rơm rạ hay là hoặc trong củi đó có những cái con côn trùng. Nó ở trong cái thân cái củi là hoặc cái rơm rạ đó, khi mà đốt lên đó, thì vô tổn hại những chúng sanh này. Cho nên là có những cái điều luật. Quý vị thấy rằng cho nên là cái giới dứt, hồi nãy sư nói cái giới dứt là vậy đó. Tỳ khưu thì phải giữ những cái giới này, ráng giữ những cái giới này trong cái lĩnh vực của mình, 227 giới thì phải ráng giữ cho nó đúng, là như vậy. Thành ra đó, có nhiều điều luật khi mà mình cư sĩ mình biết thì mình sẽ giúp cho những cái vị tỳ khưu người ta gìn giữ cái giới cho được tốt đẹp. Thành ra đó, có những lúc người cư sĩ cũng phải biết cái luật của bậc xuất gia. Mình biết ở đây đó để mình hỗ trợ giúp đỡ cho những cái vị này đó giữ giới cho được tốt đẹp. Thì khi quý vị mà hỗ trợ giúp đỡ cho người khác giữ giới, đó là quý vị phục vụ đó, phục vụ để người khác người ta ta có được cái giới tốt đẹp. Quý vị người cư sĩ giữ có năm giới thì quý vị cuốc cỏ cũng được nè, chặt cây chặt cối cũng được đó. Nhưng mà vị tỳ khưu thì không được. Nếu mà mình có điều kiện mình làm công quả, mình dọn dẹp rồi mình chặt cây làm cỏ rồi thì khi đó quý vị giúp đỡ cho cái vị xuất gia gìn giữ cái giới tốt đẹp, thì đó là cái vấn đề mà mình phục vụ, mình hỗ trợ trong cái giữ giới. Xin giải đáp cái thắc mắc của cô Hà. Chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Thà Giá. Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã giải quyết thắc mắc cho cô Hà. Kính thưa đạo tràng,
Nguyên như hồi nãy có nghe sư Pháp Thanh nói là ngày mai sư sẽ không có vào lớp được đó. Thành ra Nguyên như xin trưng cầu dân ý là cả lớp có muốn thỉnh thầy Kinh vào kéo áo thầy Kinh ngày mai vô giảng bài hay không, hay là đạo tràng muốn học kinh Bali cái phần mà tám tâm tham mà thầy đã cho ra bài. Xin mọi người có thể cầm mic. Nguyên Trang có thể cầm mic để nói ý của mình hay không? Rồi xong rồi cái nhóm mình bàn với nhau, xong rồi mình mới lên mình thỉnh thầy ha, trước khi thầy ra khỏi lớp. Dạ Hà xin thỉnh thầy rồi, còn có ai nữa không? Xin nhắn lên nha để cho Nguyên Như thấy nha. Xin mời Nguyên Trang ha. Ý Nguyên Trang sao nè? Nguyên Như nhường mic cho Nguyên Trang nha. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ khoan Nguyên Trang khoan. Dạ ngà, sư Pháp Thanh ơi, sư còn trong room không sư? Sư cho con. Dạ con Nguyên Như Nguyên Trang xin sám hối. Dạ sư ơi sư còn. Dạ sa thú. Dạ con thấy bàn tay của sư. Dạ hôm nay là tại ngày mai sư không có giảng, mà tuần sau sư cũng không có giảng nữa sư. Hôm nay sư cho tụi con bonus đi. Dạ con có câu hỏi nha sư. Sư hoan hỷ sư trả lời giùm con nha sư. Dạ như là hồi nãy cái câu hỏi của Hà đó sư, là khi mà mình chặt cây đồ này nọ thì con có khi mà con có học cái trong cái kinh Pháp Cú đó sư, thì ở một cái vị tỳ kheo là cũng là khi mà vô tình mà vô tình bứt cái cọng cỏ lao thì phải, thì cũng tạm giới. Nhưng mà nếu dạ hỏi dạ con sao thú không kính sư tri ân sư, như là như hàng Phật tử của chúng con đi sư, thì nhiều khi mình nghe như vậy đi, thí dụ như sư cũng qua đây sư cũng biết rồi đó, như tụi con thí dụ như mình làm cỏ thì mình biết là cỏ nó cũng có cái sự sống của nó, thì khi mà nhưng mà nó không có khức tánh. Nhưng mà rồi bây giờ mình nghe trong kinh đó thì là một cái vị tỳ kheo là cũng bị phạm giới, nhưng mà cái đó là cái vô tình làm bứt cái cọng cỏ lao, thì như tụi con phải nghĩ như thế nào sư? Nó nhiều khi con cũng hơi mình hơi lấn cấn cái chỗ đó đó sư. Dạ con kính thư sư kính sư kính xin sư giải thích cho con được rõ nha. Dạ con kính tri ân sư rất là nhiều ạ. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Sư thì thoải mái, tại vì bây giờ ở bên này nó mới 9 giờ mấy à, chưa 10 giờ, tới 11 giờ, 1 giờ rưỡi là mấy. Sư chỉ sợ là Đại Đức Thanh Tâm rồi phiền thôi, chứ còn sư thì giờ giấc thì nó cũng không có gì phải mà vướng bận lắm. Thành ra nếu mà cho ở trong room mà quý vị quan hỷ thì sư về cái thắc mắc của cô Nguyên Trang đó, thì nó như vậy nè, tức là cái vị tỳ khưu này đó, trong khi mà bước xuống cái chiếc xuồng chiếc đồ đó, nó bị lắc lên, nó mất thăng bằng, cho nên lúc đó cái vị này đó không có giữ được chánh niệm, hốt hoảng mới nắm vào cái bụi cỏ tranh làm đứt cái những cái cỏ tranh này. Thì ở trong giới đó là tức là tỳ khưu không có được làm cỏ hoặc là chặt cây chặt cối, tại vì á như nãy chị nói là mặc dù cái cây cỏ này nó là vô tri, nó có sự sống nhưng mà nó không có thức. Mà cái điều quan trọng là những cái người mà cư trú ở trên cái chỗ này nè, mình làm tổn hại mất cái chỗ trú ngụ của người ta, hoặc là ở trong cái giới đó là Đức Phật ngăn cấm không có cho tỳ khưu mà đứng tiểu tiện ở trên cỏ. Là như hồi nãy sư nói đó, có những cái vị chư thiên
địa cầu, những cái vị này cái phước thấp kém, người ta trú ngụ ở trên những cái cây cỏ đó. Nhưng mà khi mà mình đứng mình tiểu tiện rồi đó, những cái vị này sanh tâm thù quán quan trái, ông ỷ ông lớn là người, ông đứng đáy nhà tôi, đáy đầu tôi đó. Cái người mà người ta ấy thì không sao, nhưng mà mới với những người mà có cái tâm sân hận thì nó sẽ sanh ra những cái sự quan trái đó. Cho nên á là trong kinh Đức Phật mới nói là vị tỳ khu phải thấy sợ hãi trong những cái giới dù là nhỏ nhặt nhất, cho nên mình phải ráng. Thậm chí là Đức Phật không cho cái vị tỳ khu khạc nhổ ở trên cỏ nữa mà. Những cái giới này mặc dù giới nhỏ nhặt thôi nhưng mà mình sẽ ráng giữ. Tại vì khi mà mình dễ vui, há mình phạm một giới thì mình sẽ phạm nhiều giới. Thường cái hồi đó còn chưa có xuất gia đó, còn ngoài đời thì sao? Đi nhậu về xong cái bắt đầu bà vợ bà cự quá, ta ra phải phạm thêm nói này kia không đó. Thành ra bây giờ mình phải ráng, mình ráng giữ, mà há mình dễ vui á, há phạm một giới thì sẽ phạm nhiều giới khác. Cho nên á, Đức Phật dạy trong cái bài kinh, cái vết chân voi, thấy không? Trong tất cả các loài thú á, là cái dấu chân của con voi á, là lớn nhất. Tất cả những cái vết chân của các loài thú khác á, nó sẽ nằm ở trong cái vết chân của con voi nè. Thành ra đó mình phải ráng, mình ráng giữ. Còn thí dụ sơ xuất biết để mình ngăn chặn. Còn nghĩ dễ vui, cái giới đó là giới nhỏ nhặt, không sao. Chính vì cái tâm dễ vui, mình xem thường những cái học giới nhỏ nhặt này thì sẽ phạm vào những cái giới quan trọng, giới lớn hơn. Đó. Cho nên á là phải cẩn trọng trong những cái lỗi nhỏ nhặt đó. Khi mình đi kinh hành, nếu mà mình đêm tối vô tình thì thôi, còn mình thấy một đàn kiến nó đang bò qua cái đường kinh hành của mình đang đi, mình phải tránh. Chứ không phải mình nói mấy con kiến thì không sao, mình dẫm đạp lên nó, mấy con kiến mấy con mối thì không sao. Đó, vì mình dễ vui, mình xem thường. Cho nên hồi nãy chưa nói là mình phải kính trọng giới. Kính trọng ở đây không phải là mình để cái cuốn giới là mình quỳ mình đảnh lễ, nhưng mà mình sợ hãi, mình phải có tàm có quý, mình sợ ghê, sợ cái tội lỗi. Thành ra mình phải mới kính trọng giới. Kính trọng giới chứ mình không có phạm. Chứ không phải để cuốn giới lên mỗi ngày mình quỳ ba, mình đảnh lễ ba lại, không phải như vậy. Mà mình kính trọng giới đây là mình kính trọng cái lời dạy của Đức Phật. Mình không phạm, giống như cha mẹ dạy mình đừng có làm cái điều này điều khác. Mình kính trọng cha mẹ đây là mình vâng lời cha mẹ, mình không phạm vào những cái học giới để người khác người ta chê trách, rồi bản thân mình là tạo những cái lỗi lầm, những cái quan trái. Thành ra đó thì những cái giới nhỏ nhặt, nhưng mà khi mà Đức Phật sắp vô dư niết bàn đó, Đức Phật có hỏi ngài Ananda là bây giờ chư tỳ kheo có muốn hủy bỏ những cái học giới nhỏ nhặt mà Đức Phật đã chế định hay không? Nhưng mà vì sự tôn kính Đức Thế Tôn, cho nên là ngài Ananda đã xin là giữ yên 227 giới mà Đức Phật đã chế định. Tại vì khi mà xin bỏ rồi sau này mấy ổng là bắt đầu dễ vui,
bỏ giới này được thì bỏ giới này được, à đã bỏ một giới thì bỏ những giới khác, à cho nên hả phạm một giới thì sẽ phạm nhiều giới khác, à cho nên có sự tôn kính Đức Phật, à tôn kính những lời dạy Đức Phật, thành ra phải tôn kính những cái học giới mà Đức Phật đã chế định. Thì khi chúng ta tôn kính những cái học giới này, à, chúng ta không dễ vui, chúng ta không có phạm, à, thì mình đem đến cái lợi ích ngay trong đời sống hiện tại, à, đem đến lợi ích lâu dài và đem đến cái lợi ích tối thượng là để phát triển định và tuệ đó. Thì xin giải đáp cái thắc mắc của cô Nguyên Trang và Cúc. Chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ sa thú, sa thú. Dạ con kính tri ân sư rất là nhiều ạ. Dạ con không biết là đạo tràng còn có thắc mắc gì không ạ? Dạ con xin xuống mắt ạ. Dạ con kính tri ân sư đã dành thời gian cố sư ở lại để giảng dạy câu hỏi của con ạ. Dạ con xin xuống mắt. Dạ con. Sa thú, sa thú. Dạ chị Nhung còn một câu hỏi hả chị? Dạ em xin nhường mic lại cho chị ạ. Dạ con Kim Nhung, con cũng thấy thời gian đã hết rồi, nhưng mà nghe nói là sư có bonus lình ra, con cũng xin hỏi thêm một câu. Cái này không phải con hỏi thêm mà nhân cái câu hỏi của Hà thì với lại của Nguyên Trang thì con cũng hỏi thêm là hiện giờ xung quanh nhà con thì cũng có nhiều cây cối lắm. Bữa trước thì con cũng tính là lại làm phát quang đi để cho nó cánh tránh cái ruồi muỗi để kiến. Sau đó thì con có học cái bài của thầy Kinh thì nói học về cái chúng sanh và các cõi rồi đó, thì cũng có những cái chúng sanh đó ở trên cây thì con thấy con sợ lắm. Con cũng chưa là tu sĩ nhưng mà con rất là sợ, thì bây giờ con phải làm sao, con phải làm sao để cho cái vừa cho có lợi ích cho mình và vừa có lợi ích cho các chúng sanh, con cũng chưa biết làm sao. Con xin ngài giúp con ạ. Con tri ân ngài, con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sằng Ca giá. Thì chúng ta biết rằng trong cái cõi sống của nhân loại mình thì xung quanh có vô số những cái chúng sanh khác. Nhưng mà tại vì có đôi lúc nhiều khi mình không có nhìn thấy, còn mình tưởng không có, không? Chứ còn sự thật ra đó là coi như là hằng hà sa số chúng sanh khác, dù là một cái con vi trùng, một cái con virus đi chăng nữa, nó cũng là một chúng sanh, nó có sự sống. Rồi đến những cái chúng sanh mà phi nhân, những cái sắc của họ vi tế, rồi mình nghĩ là mình không thấy, mình tưởng là không có, sự thật ra là rất là nhiều. Nhưng mà khi nào mà mình thấy cần giải quyết cái vấn đề đó thì mình phải làm đó, không? Bây giờ á, nếu mà để những cái bụi rậm này quá rồi mũi rồi nó bu đó, có thể nó gây tai hại cho mình, nó đem đến những cái mầm mống bệnh tật. Bây giờ mình cần phải chặt bỏ những cái bụi đó thì mình vẫn làm. Còn nói bữa nay buồn quá không có chuyện gì làm, sách rau dao ra chặt cái cây này chơi, chặt cái cây kia chơi, thì cái đó là không nên. Buồn quá không có chuyện gì làm, vô tụng kinh lễ Phật hành thiền đi, chứ đừng có buồn quá, buồn rồi sách ra ná đi ra bắn chim chơi, sách dao ra chặt cây rồi chơi, đó là không đúng. Còn bây giờ cần thiết phải làm thì mình làm. Thí dụ như trong trường hợp chư tăng rồi
làm những cái cốc liêu, rồi cúng phái, cúng phái chặt cây, cúng phái nhờ những người cư sĩ, những người thợ ta làm. Nhưng mà trước khi mà làm đó, đọc kinh hồi hướng đến tất cả những chúng sanh này, hay là bây giờ cần thiết phải chặt cái cây này để làm những công việc để phục vụ lợi ích cho tam bảo, thì bây giờ quý vị cũng hoan hỷ để làm những cái việc đó. Ví dụ như mình cũng phải có sự kính trọng ta, mình phải nói chuyện đàng hoàng. Bây giờ nhà quý vị đang ở, nhưng mà bây giờ thí dụ như nhà nước muốn làm một cái công trình gì đó lợi ích cho xã hội, nhà nước cũng lại phải thương lượng, cũng phải nói chuyện với quý vị đàng hoàng, quý vị đồng ý ký giấy bồi thường để quý vị tìm một cái chỗ trú ngụ khác thì mới được chứ. Không phải mà ý là nhà nước nó muốn lại giải tỏa chỗ nào giải tỏa không. Thành ra mình sống là mình cũng phải biết vậy, mình cũng phải biết chào hỏi người ta, rồi phải nói chuyện cho nó đàng hoàng đâu đó. Bây giờ mình tụng kinh, mình hồi hướng cho chư thiên ở những cái cội cây đó, bây giờ đây là cái lợi ích cho tam bảo, giờ phải xây dựng chính điện, xây dựng tăng xá, làm những cái việc lợi ích gì đó, xin chư thiên hoan hỷ. Rồi sau khi mà chúng tôi xây dựng xong, mời quý vị trở lại trú ngụ ở những cái nơi này đó. Thành ra đó, cái chuyện gì ấy, nó cũng phải Đức Phật nói, mình làm những việc gì lợi mình, lợi người, lợi cả hai thì điều đó là tốt. Chứ còn đừng có cái cây á, tự nhiên bữa nay thấy nó chướng chướng quá, đốn bỏ hay gì đó thì không được, không? Thành ra đó, còn cái chuyện gì mình cần thiết phải làm là buộc phải làm thôi. Nhưng mà mình cũng có cái sự bố cáo trước. Quý vị thấy mấy bài kinh đó, nó có cái bài kinh bố cáo để cho người ta hay trước. Bây giờ là quý vị phải biết rằng trong 3 ngày nữa sẽ làm những cái này. Xin quý vị hoan hỷ. Bây giờ phải cần làm cái chuyện đó. Như vậy thì tránh đi những cái sự quan trái, chứ không sao hết, không có gì. Còn nếu mà mình mà phước lớn hơn thì người ta phải tránh. Sợ mà mình phước kém hơn người ta, phước lớn hơn mình thì người ta gây quan. Chúc cô Kim Dung nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con thấy hình như con lỡ mở hàng cái câu hỏi của con rồi đó sư, nên con thấy có nhiều câu hỏi. Dạ con xin đọc câu hỏi của đạo hữu là con biết là luyện đoan hay luyện đoàn. Dạ xin sám hối là Nguyên Trang đọc không có bỏ dấu không đúng ạ. Dạ con xin đọc câu hỏi ạ. Dạ thưa sư, cho con hỏi là khi mình đi mua đồ ăn cho chồng con mà mình nói họ làm những con vật còn sống mang về cho chồng con ăn thì mình đã mang tội sát sinh rồi phải không ạ? Vậy có cách nào vừa tránh sát sinh mà vẫn phục vụ tròn trách nhiệm người vợ không ạ? Con xin cảm ơn sư nhiều. Dạ con kính dâng bích lại cho sư ạ. Dạ con để sư có thể trả lời câu hỏi. Dạ con kính tri ân sư. Dạ cảm ơn đạo hữu. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sằng Khai giá. Thì như hồi nãy sư nói đó, mình cố ý là mình phạm giới, còn mình không cố ý thì mình không có phạm giới. Bây giờ mình đi ra chợ, mình lại cái cửa hàng mà mình
biểu ra à bây giờ làm con cua này cho tôi, làm con tôm này cho tôi, làm con cá này cho tôi, mà những cái con vật đó nó còn đang sống thì sao? Thì mình cộng nghiệp với người kia. À còn bây giờ mình đi vô nhà hàng, người ta làm con gà quay, con vịt quay, người ta đã làm con cua, con tôm gì đó, người ta nấu chín rồi, thì mình lại mình muốn không có phạm giới, thấy không? Thành ra đó mình phải biết, có nhiều người đi chợ mua con vật còn sống, làm những vật còn sống ăn cho nó ngon, con mà còn tươi còn sống ăn cho nó mới ngon, không? Cái đó là mình phải tránh. À bây giờ mình ăn là để nuôi mạng, ngon không ngon là ở ngay cái lưỡi của mình thôi. À cái thiệt thức này nó phân biệt, chứ còn mà qua khỏi cái lưỡi rồi đó thì cái nào nó cũng như cái nấy thôi đó. Cho nên á là vì mình mê lầm tà kiến nha. À, chứ sự thật ra cái gì đó mà ngon, cái gì mà không ngon. À, rồi khi mình biết vậy, à bây giờ những cái gì người ta làm sẵn, à có sẵn ăn thì đâu có phạm giới. À cho nên hồi nãy xin mới nói là cố ý là tạo nghiệp. Thấy không? Bây giờ mình không làm nhưng mà mình sai biểu người khác ta làm thì mình với họ cùng phạm giới. À ra đó thôi kệ, ta làm sẵn cái nào ta làm sẵn rồi, mua cái đó, thịt cá họ đã làm sẵn, họ để ở trong ấy rồi thì mình lại mua mấy cái đó mình ăn, đâu có phạm giới gì đâu, không? Cho nên á, ở đây cái điều quan trọng là cái cố ý giết nó mới phạm giới, còn cái chuyện mà ăn không có phạm giới đó. Bây giờ có những cái mình tránh được mình phải ráng tránh. À có trường hợp cái cô này cổ đã đắc quả Tu Đà Quận rồi mà ngặt nổi là ông chồng cổ làm thợ săn. À quý vị đọc ở trong Pháp Cú Kinh thì quý vị sẽ thấy cái câu chuyện này. Cái mỗi ngày thì cổ phải lo công việc cái bổn phận của người vợ. À sáng sớm là cổ nấu cơm rồi lo dụng cụ rồi vậy thôi, chứ cổ không có tác ý, cổ biểu ông chồng là đi săn. À thành ra mấy người kia là nói cô này cũng nói là à, cổ là đắc quả Tu Đà Quận thánh hữu học rồi, mà sao ông chồng cổ làm nghề săn bắn, ngày nào cổ cũng sắp cung tên cho ông chồng cổ đi săn bắn. Cổ chỉ làm bổn phận của người vợ, à, để lo những cái việc cho người chồng thì cổ không có phạm. À còn câu chuyện cái người vợ bắt ông chồng, ông mỗi ngày ông phải đi ra sông bắt cá còn sống về cho tôi ăn thì cái đó là phạm ăn, đúng không? Thành ra chúng ta biết học để mình phân biệt thế nào là phạm, thế nào là không phạm. À, mặc dù cái người này á không, nhưng sai khiến người khác khi mà phát ra cái lời là có sự cố ý, thấy không? Cố ý thì mang nghiệp. Người này cố ý giết là mang nghiệp. Người này không trực tiếp giết mà cố ý sai khiến người khác giết là mang nghiệp, vậy thôi. Đó thành ra đó mình biết vậy mình tránh, à mua những con vật người ta làm sẵn, à kệ nó, ăn không ngon chút
nhưng mà ăn để mình nuôi sống, nuôi mạng à, mà mình không có phạm giới à, thì mình sẽ làm những cái điều đó. Còn ông chồng ổng biểu nhưng mà ổng có đâu có đi theo mình đâu, thành ra mình kệ nó, làm thấy cái gì lựa rồi ấy. Còn à, bây giờ ông mà muốn vậy đó thì thôi ông tự ông đi mua ông về. Thành ra đó, có một cái câu chuyện lúc đó là năm 2013, sư qua sư nhập hạ ở bên trường thiền, thì có cái câu chuyện này, cái vị này xuất gia thì khu vô duyên này, vị này mới có 18-19 tuổi rồi đó, thì cũng sắp sửa làm đám cưới à. Rồi vị này đi qua bển xuất gia giao duyên rồi 3 tháng xong rồi về. Thì cái cô mà đã hứa hôn làm đám hỏi rồi á, thì ở gia đình cô này á, bà mẹ có cái tánh là đi chợ phải mua đồ còn sống à, bất cứ con cá, con tép, con gà, con vịt gì là phải còn sống là bà mới ăn, mà mua đồ chết về là bà không ăn. À, khổ như vậy á. Thành ra cái chú này á, chú cũng biết đạo rồi, chú cũng nói với cái cô này rồi, mà đi chợ mà bà mẹ bắt như vậy mà mua trái ý về bà đánh. Bà đánh, bà chửi, bà la, bà không ăn à. Thành ra cô này bây giờ ở cái kẹt khổ quá, cổ mới viết thơ, cổ nhắn tin qua, cổ kêu cái chú này á, là bây giờ phải về lẹ đi để giải cứu cổ, chứ không thôi bây giờ mà mẹ mà mua đồ mà người ta làm sẵn về bà không ăn mà bà đánh bà chửi. Rồi cái chú này á, hứa hôn đám hỏi với người ta rồi, bây giờ đi tu thời gian rồi, giờ muốn đi tu luôn à, không về à. Thành ra bây giờ hỏi bây giờ phải giải quyết làm sao. Bây giờ cái chuyện này là cái chuyện ở trong những người ở trong cái cuộc đó mà giải quyết, chứ bây giờ hỏi ai giải quyết được, phải không? Thành ra đó, có nhiều lúc á, tại vì cái gì, cái sự chấp thủ à, cái vô minh rồi tham ái à, si mê, cho nên là nó cố chấp, nó chấp thủ tùm lum mà nó sanh ra nhiều cái sự đau khổ. À, cho nên á, chúng ta mới thấy rằng khi mà chúng ta có trí tuệ, chúng ta có hiểu biết thì sẽ giảm thiểu bớt được những cái đau khổ. Mà mình giảm thiểu được đau khổ chính bản thân mình rồi, mà mình làm cho những người xung quanh cũng bớt đau khổ. Dạ, trời ơi, giờ mong chồng ăn chay luôn nhưng con không làm được hả? Vậy có cách nào không thưa sư? Trời ơi, dễ hơn. Bây giờ cô ăn chay không? Mà ổng ăn mặn phải không? Bây giờ cô bữa nay ví dụ như cô nấu canh cải đi à, thì cô lấy dầu với đậu đồ chay cô nấu trước. À, cô nấu xong cô múc ra một tô cái phần cô để riêng đi, rồi cô lấy thịt cá gì đó cô bỏ vô cho ổng nhờ, thì nó thành mặn với gì đâu không? Đó, mình khi mà mình biết khéo uyển chuyển thì nó dễ lắm à. Thành ra đó, ở nhà có nhiều khi lục đục cái vấn đề mà ăn chay ăn mặn à, rồi á là à, trời ơi, mỗi người mỗi ý, cô đâu có ép buộc người ta được. Cô mà cô ép nó là bắt đầu nó sanh chuyện thôi, nó sanh chuyện nhiều chuyện nữa. Thành ra đó, thôi bây giờ ai thích cái gì ăn cái nấy, phải không? Nhiều khi mình thích nhưng mà người ta không thích, thì bây giờ cô bắt người ta đâu có được. Bây giờ ổng á, ổng bắt cô phải ăn mặn, cô đâu có chịu không?
Thành ra Đức Phật nói sao? Mình đừng bao giờ, mình đừng bao giờ mình cưỡng ép người khác theo cái niềm tin của mình. À, tại vì mỗi người có quyền tự do riêng. À, mà bây giờ á, cô mà cô bắt ổng phải ăn chay theo cô là cô xâm phạm vào cái quyền tự do ổng rồi. Rồi thành ra nó có chuyện. Thành ra bây giờ à, thôi tùy ý. Bởi à, sư nói vui vui với mấy người Phật tử á, mình sống bây giờ á, mình thuận pháp rồi không? Tùy ý huynh. Bây giờ huynh muốn ăn chay thì huynh ăn chay. Mà huynh muốn ăn mặn thì huynh ăn mặn. Hả? Đừng có ép ai hết á. Không? Đức Phật không bao giờ biểu người khác phải từ bỏ cái niềm tin để theo đạo Phật. À, mà những người nào mà theo Phật á thì Đức Phật cũng không có đuổi. Hả? Thành ra Đức Phật cho chúng ta cái quyền tự do, tự mình quyết định. À, Đức Phật chỉ phân biệt à, đây là thiện, đây là bất thiện. Nếu làm thiện thì sẽ đem đến cái quả an vui. Nếu làm bất thiện thì sẽ đem đến cái sự khổ đau. Rồi tự mình quyết định. À, Đức Phật không có hù dọa ai mà làm bất thiện đi địa ngục. Ai làm thiện thì đi vào nhàn cảnh. Đức Phật không có ấy. À, tùy theo à, ai muốn gì thì đi theo đấy. Thành ra sau này á, nếu mà họ có khổ đau á thì họ tự chịu trách nhiệm lấy. Không? À, mà nếu mà mình được an lạc hạnh phúc là do cái nhân mà mình đã tạo, không có trách ai, không phiền trách ai. À. À, cho nên á, là sư thì lâu lâu rồi sư tự nói, nhiều khi mình thấy á, mình nói là tôi không giận ai. À, tôi chỉ buồn riêng tôi, tại vì hồi đó mình lỡ mình gieo, bây giờ mình phải nhận chứ. À, mình giờ mình quán trách ai, giờ mình giận hờn ai. Đó, thành ra khi mà mình thấy vậy đó, mình sống rất là thanh thản. À, thậm chí những cái đứa em sư ở nhà cũng vậy. Hồi đó thì tụi nó cũng ăn chay. À, rồi khi mà sư đi ra xuất gia rồi đó, sư mới nói tụi nó là bây giờ á thì không phải là bây giờ sư xuất gia theo bên này rồi sư nói theo bên này, nhưng mà bây giờ á, à, sư chỉ nói à, những việc nào nên làm rồi tùy ý. À, tùy ý mỗi đứa chọn cái con đường đi của mình. À, chứ bây giờ nhiều khi sư nói á, rồi nói ờ à, tại giờ ổng xuất gia theo bên Phật giáo năm tông rồi đó, bây giờ ổng nói theo bên bệnh. À, ổng biểu đừng ăn chay cái nó không có. Sư không có biểu ai hết. À, tự mỗi người. À, nếu thích ăn chay cứ ăn chay, nhưng mà đừng làm những cái điều gì bất thiện. À, còn ai thích ăn mặn thì cứ ăn mặn, nhưng mà đừng có làm những điều ác, đừng có giết chóc những con vật để mà ăn. À, vậy á. À, thành ra đó, à, sư học rồi sư thấy cái gương của Đức Phật đã, mình ép ai hết, đừng bao giờ mình ép uổng người nào hết, mình bắt buộc người này phải theo cái này. À, thành ra cái khi mà mình bắt buộc người ta phải theo ý mình, đó là một cái sự xâm phạm quyền tự do, và mình dẫm đạp lên cái quyền tự do của người khác, làm người ta là không có thích. Trời ơi, ly dị ông ăn mặn với lấy ông ăn chay có mang tội không? Không có tội. Tội gì? Sợ là nó không chịu thôi. Chưa chắc gì các ông ăn mặn là ông xấu, mà chưa chắc gì các ông ăn chay mà không tốt. Không? Cái ăn nó không có giải quyết được cái gì hết. À, cô thấy nè, bây giờ á, cái con gấu trúc ở trong rừng nó ăn trúc không à,
nó không ăn gì hết. Nhưng mà suốt đời, suốt kiếp của nó, gấu trúc cũng là gấu trúc, thấy không? Bò, con trâu, nó ăn cỏ, suốt kiếp của nó cũng là con bò, con trâu. Thành ra đó, mình đừng quan trọng về cái vấn đề ăn, mà quan trọng về cái tác ý. Nè, cái tác ý ở đây nó mới là quan trọng. Tác ý thiện hoặc là tác ý bất thiện, à, nó mới quan trọng. Còn vấn đề mà ăn nó chỉ là một cái phương tiện. À, sư nói là sao? Lấy cái vật chất tứ đại ở ngoài để mà nuôi cái tứ đại ở trong cái thân này thôi. À, cái bên ngoài là gì? Cũng là đất nước lửa gió. À, mình ăn vô để gì? Mình đem cái đất nước lửa gió bên ngoài để mình duy trì, mình nuôi cái đất nước lửa gió ở trong nội thân này thôi, chứ có gì đâu. À, thì vật thực thì trong đó, tại vì mình phân biệt đây là miếng thịt, đây là miếng đậu hũ. À, với sự thật ra đó, quý vị học cái trong gì pháp quý vị thấy rồi, cái miếng thịt nó cũng là từ đất nước lửa gió, mà cái miếng đậu này nè nó cũng là đất nước lửa gió. À, bây giờ ha, thịt rồi, đừng có ướp, đừng có gì hết, đừng có nấu nướng gì hết, lấy miếng thịt để nguyên, lấy cái chén úp lại, rồi lấy miếng đậu cũng vậy, miếng đậu hũ tươi để vô, đậy cái chén lại. Hai ngày sau, ba ngày sau dở ra, cái miếng thịt với miếng đậu hũ nó giống không? Đó, thành ra hồi nãy chị nói sao mình phân biệt là ở ngay cái lưỡi nè, cái thiệt thức của mình nè, phân biệt. À, thành ra mình nói à, trời, cái này ăn thịt, à, thịt ngon dai là sao? Là do cái tưởng mình nó làm ra. À, rồi cái người này thì thích ăn chay, nói à, trời, bữa nay ăn miếng đậu ngon thơm béo bò gì đó, cũng là cái tưởng. Chứ sự thật ra khi mà nó qua khỏi cái vòm họng rồi đó thì không còn cái gì là thịt, mà không còn cái gì là đậu. Đúng không? Thành ra chúng ta đừng có quan trọng cái vấn đề mà chay mặn. Tội lỗi khi nào cố ý. À, quý vị còn ở trong này mà đi quan hệ bất chính trong kia thì có tội. Thế còn bây giờ tôi với ông không hợp nhau, à, nếu mà hai bên đồng ý, ông như mình mới biết khi nào cố ý là có tội. Vậy đó, để mình không có hoài nghi, không có phân dân, mình không có trạo hối, không có sai lầm. À, thì bây giờ cũng không biết là mấy vị mà quản lý rùm không biết còn không. À, dạ, xin nếu có gì sơ thất xin đạo tràng quan hỷ thông cảm. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy giá, dạ con xin kính tri ân sư. Dạ quý vị ơi, có câu hỏi nào thưa quý vị để ngày khác ha, để khuya lắm rồi, thôi mình để cho sư nghỉ nha quý vị. Xa thú bên đây cũng là gần 11 giờ rưỡi khuya rồi, để cho sư tăng nghỉ nữa. Xa thú quý vị. Con xin thông báo với lớp là ngày mai thầy Kinh sẽ vào room mình để dạy thế cho sư Pháp Thanh. Dạ, thầy Kinh mới nhắn với con là ngày mai á, cái tiêu đề của thầy sẽ là, thầy ơi sao hồi nãy cái bài của em nó mất tiêu rồi thầy ơi. Dạ, ngày mai là cái bài nó sẽ là tên thầy đăng lên là Nhất Giả Hiền Giả. Ngày mai thầy sẽ chia sẻ với lớp học cái đề tài này. Như xin kính mời quý vị
có thể trở lại vào trong room để mà nghe thầy kinh ngày mai. Dạ con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng. Dạ kính thưa đạo tràng, ngày mai thầy sẽ dạy cho chúng ta bài nhất dạ hiền giả. Dạ dạ con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm ạ. Dạ con thấy sư Thanh Tâm không có mặt ở trước máy. Thôi con xin mời chư vị trong đạo tràng cùng với Nguyên Như lắng đồng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề quá ta san ti vi ha ra wa si ni thu be kha re bo thi kha re ta hin ta hin. Ta tham ma da ne na fa wan tu pu chi ta son thân ka ron te ta vi ha ra mang da le. Thế cha cha man cha na wa ka cha phân kha wo sa ra mi ka da na pa ti u pa sa ka. Gamma cha de sa ni gamma cha e sa ra samba na phu ta sukhita pha quan tu te. Cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa san se da cha ta tha wo pa pa ti ka. Ni ya ni căn tham ma hòa răng pa tình cha tê sam bê bi đúng kha sa ca ron tu sang kha yang. Tha tu chi răng sa tăng tham mô tham man tha ra cha bung ga la sang khô hô tu sa mắc gô. Wa an tha ya cha hi ta ya cha âm hê răng kha tu sang tham mô. Sam bê bi tham ma cha ri no vut thân sam ba bu nay ya ma tham ma ri yam ba vê đi tê y đăng no nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta yu y đăng no nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta yu y đăng no nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta yu ý đằng quá tám mê buồn nhằn à xá quá khá già quá hằng hồ tu án à gá tề cà lề. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hội hướng đến thân bạn quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Và Nguyên Như xin kính hẹn chư vị Phật tử trở lại trong Nguyên Như Kỳ Viên vào ngày mai sẽ được sư sẽ được thầy Kinh Milanda giảng cho chúng ta về đề tài nhất dạ hiền giả. Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.